Vũ ơi, mình chào các bạn. Ở hiện tại mình đang ở Phước Ninh. Đó, mình thấy có một con Belagut lên tục bô nha. Tục bô hay là zin gì đó đang chạy chắc con củ mì này và đi vô nè. Để quay chạy vô cho các bạn xem nha. Tính đi ra quay các bạn ơi, nhưng quay ra không kịp. Đây cách đó khoảng 200m. Giờ đang chạy vô các bạn. Vô là nhà đã đa số vận động thì anh em lên tục bộ nhiều lắm nha các bạn, lên thì khoảng 12 chai cho tới 15 chai, mua xong là 10 chai cũng có rồi, về mua gắn đồ rồi thêm nữa thì tiền thợ nó chắc cũng có gần 45 chai rồi. Tiền thợ nhà thì khoảng 12 chai đủ rồi. Rồi về số. Lên nhà luôn chưa? Rồi ra luôn. Ở bên kia còn tục bô nữa kìa. Ồ dữ luôn, tục bô không. Nhưng mà con bên kia giờ bắt đầu chết là lâu lắm các bạn ơi, mình không có quay được. Đi gần gần lên nha các bạn. Đây. Ồ, 925. Ồ, 925 là tôi vô riêng luôn. Quay phim chơi. Giờ ra về hả? Đi đi bãi dưới này hay gì? Hay đi lòi trên kia? À, cái này là 925 là tục bô riêng mà phải không? 925 là tục bô riêng của nó phải không? Đã quá ha. Không ra anh chở vòng vòng đây hả? Và là chiếc kia chắc nữa là xong hả? Dạ. Đây. Bạn thấy không? Cái bầu nó chà bá lửa. 925. Nó đòi máy anh. À, này xe nhà là mình chạy cho người ta. À. Ô đời 94 luôn. Cái đài nó đóng ngay chỗ sau lưng đít cây càng à. Đức Sơn còn đẹp quá. Hồi tối đi nhổ bắt đầu mấy giờ anh? 5 giờ mấy. 5 mấy hả? Vậy giờ anh đi trước hay là đợi chiếc kia? Đi trước. À đi trước hả? Chứ đợi biết chừng nào. Chắc còn tiếng mấy nữa. Xe còn đẹp quá. Xe này mình ở Phước Ninh luôn hả anh? Xe là trong Tân Thành á. Tân Thành. Tân Thành là đâu lận? À Tân Thành Bình Tân Châu đi vô lại gần qua Bình Phước hả? À Tân Thành Tân Châu. À xuống dây. Xa chứ hả? Rồi mình chở xong rồi mình về chở hay là mình ngủ ở dưới Phước Ninh? À.
cũng như vô mùa anh em cũng ở xa lại hay nhiều ha. À xuống đi mua hả? Tức là lái lại chở anh hả? Lái lại chở anh hả? À, lái lại chở anh à, xuống đây mua giống mì dưới này. Đa số anh em công ở trên số dây xuống dưới này cũng nhiều lắm. À công số dây hả? Công số dây đi xe máy luôn. Nói chung đây ra bờ hồ chạy chánh cũng lẹ mà. Muốn đi xe du lịch. Du lịch hả? Mới cài bỏ đây luôn. À mới cài bỏ đây, công đi du lịch. Nó có nhà cái thằng này nhà ông trưởng nó này. Dạ. Xe này máy đồ còn nguyên zin hết luôn à, không anh? Đã quá. Hổng để em quay trên mỏ công Trà Vông cho đó. Bữa nay đi lên đây một bữa. Vỏ trước nó là vỏ lớn nha các bạn. À, 13.6. 13.6 20. Bây giờ sao nó giờ mấy? Vỏ lớn luôn. 38 không hay là 334? À 34, 18 34. Cái mọt này bị dài chắc cỡ 3m6 3m7 gì hết anh. Thế cũng ngắn. Ở đây chở đầy sướng biết sao, quất đầy xe không. Còn lọt lên trên mỏ công Trà Vông chết liền. Đi nhiều khi chở có 3 tấn phải chạy ra đi tôi vuốt nha. Này nắng à. Nhưng mà chả anh chở không nhiều anh ơi, có nhiều miếng ướt đất đen ướt là nó bị sụp không à. Này cũng đâu có nhiêu tấn đâu, 60 tấn. À. Này là chắc giống 140 quá hả anh? Ừ. À. Cái 140 thấy cũ nó trắng ha. Có khi cùng 5 tấn có khi khó nữa đi ít. Dạ chạy ngoài nó phải luôn không? Dạ quay vô quay chơi đó. Dạ anh chạy ra các bạn ơi. Đó. Bị sập quá. Đó, đổ bộ rồi. Đó, gió. 925. Rồi, ở sau sàn cầu Y Khoa rồi. Cầu Y Khoa 5 tấn nha các bạn. Còn 8 tấn là cái kiểu nó khác rồi. 925. 925 thì nó 100 HP nha các bạn, dung tích là 4.7 lít 4 máy, piston 110. Tua nó vẫn 2002. Tốc độ. Rồi thôi mình kết thúc nha các bạn. Rồi bye bye các bạn nha.